Hello, xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV. Lời đầu tiên, Đức Vũ xin kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Hôm nay thì là cuối tuần, quý vị các bạn, và Đức Vũ đang làm một cái món rất đơn giản, rất nhanh. Bây giờ thì đây là cái cá salmon quý vị các bạn ha. Các bạn thấy ha, hai khúc cá salmon rất là tuyệt vời. Mình sẽ hấp hấp với hành với lại đây là hành nè các bạn, đó hành tím nè, đó hành tím rắc rắc nó lên trước ha. Rồi mình hấp với gừng, đây là gừng các bạn, đó gừng, rồi đó gừng, rồi chút xíu tỏi ha, tỏi, rồi hành hành lá thì quý vị các bạn có thể bỏ vô đây đó, hành lá. Rồi bây giờ thì mình nói chung là cá này thì nếu mà muốn các bạn bỏ thêm một chút xíu muối mà thôi thì mình không thích như vậy, giờ mình bỏ nó vô đây đó, cá vô là nó ngập cái này luôn đi các bạn. Rồi tiếp theo là bỏ vô đây đó, hai khúc ha. Rồi mình sẽ bỏ tiếp tục gừng lên đây các bạn, gừng lên đây, gừng, bỏ khúc gừng này lên đây, thì mình bỏ ít dưới cũng được, trên cũng được các bạn, mình bỏ chút xíu thôi cho nó thơm cái các bạn. Rồi cái này hành lá mình lại bỏ tiếp tục vô đây, rồi xong cái này là cái phần ướp các bạn ha. Rồi chút xíu nữa thì mình sẽ bỏ cái này lên cái nồi, bỏ lên cái nồi xong thì sao các bạn, mình sẽ bỏ vô cái nồi hấp, bỏ vô cái nồi hấp thì mình sẽ làm cái sốt nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây đi, đây là cái nồi hấp của mình, các vị thấy ha, đây là cái nồi hấp ha, nồi hấp thì chút xíu nữa mình sẽ đổ cái sốt lên cái này các bạn. Cái nước sốt làm thì rất là dễ, không có gì là khó hết, thì mình sẽ đổ cái nước sốt lên tùy theo, mình không cần đổ nước sốt cũng được nữa quý vị các bạn, chứ không cần phải nước sốt, nhưng mà thôi mình thì mình thích ăn nước sốt bởi vì mình có cái mì ở dưới các bạn ha. Rồi cái bên nồi canh chua các bạn thấy đã không? Ok, rồi giờ thì mình sẽ làm cái nước sốt quý vị các bạn ha. Okay, các bạn, giờ mình sẽ chế biến nhanh cái nước sốt các bạn. Đầu tiên là mở bếp lên các bạn ha, cho một chút xíu dầu ăn các bạn. Cho một chút xíu dầu ăn thôi. Rồi mình sẽ bỏ toàn bộ cái hành với lại gừng, hành gừng, rồi cộng thêm hành gừng, cộng thêm đó, hành tím nè, gừng nè, onion, garlic and ginger. Nếu mà, tại vì một số bạn là muốn biết tiếng Anh thì mình nói tiếng Anh. Ok, sau rồi mình sẽ bỏ thêm một chút gọi là dầu hào với các bạn ha. Thì pure sesame oil, thì mình bỏ một ít dầu hào cho nó thơm quá. Với lại cái màu đó cũng ngon nữa. Bỏ một ít dầu hào. Rồi cái chai này các bạn, chai này là để xào nấu, nó kêu là hand size sausage for stir fry. Thì biết cái chai này mình thấy nó rất là ngon. We'll put a little bit here. Rồi mình bỏ một ít
Cái này là nước tương quý vị các bạn. Giờ mình lấy cái chai nó nước tương có sẵn đi cho nó dễ. Đây rồi. Rồi mình mở cái lửa nhỏ chút xíu, mở nhỏ chút xíu đi, mở mở nhỏ thân. Ok. Đây là đây các bạn ha, nó kêu là Knorr Season Liquid Seasoning Original. Cái chai này thì đó. Ok. Ok. Rồi ha. Thì mình sẽ cho tùy theo mình ăn nhiều hay ăn ít cái chai này, tại vì nó không có cái nhãn, là vì mình lột cái nhãn đi rồi các bạn. Đó. Bỏ vô đây. Mình xịt xì dầu, vô. Xịt xì dầu. Ok. Put it there. And, nếu mà mình ăn cay nữa các bạn, if you like spicy, you can put a little bit hot chili, a little bit hot chili here. Yes, a little bit. Okay. It's very, very, very good and very delicious. This material in Vietnamese foods we usually use this. Cái này là dành cho người Việt quý các bạn, tại vì mình thường mình ăn như vậy nó hơi a little bit spicy, hơi cay cay chút xíu quý các bạn. Rồi thì mọi người thấy ha, cái này nó rất là nhanh quý các bạn, không có gì hết. Sau đó mình bỏ một ít ớt. Nếu quý vị các bạn muốn nó ớt nó cay thì mình bỏ thêm một ít ớt vô. Ớt mình không có bỏ vô đây các bạn, bỏ vô đây. Bỏ vô đây các bạn. Ok. Ok.